Sau một ngày chinh phạt mệt nghỉ, vùng hoang mạc cuối cùng cũng yên tĩnh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Bầu trời quang đãng thấy rõ những cụm mây, bên dưới lòng đất không có mặt trăng nhưng ánh sáng của hỏa linh thạch vẫn soi rõ mớ rễ cây của Ngưu Tử Du đang ngoằn ngoèo ôm trọn lấy bọn chúng. Cây liễu đung đưa tán lá và đám dây leo trong gió, còn chọn lấy nơi nhiều hỏa linh thạch nhất mà dừng chân. Rễ cây của hắn uốn lượn trên những căn nhà xây bằng gạch đá đơn sơ, lấp lánh một ít dưới gốc là hỏa linh thạch trồi hẳn ra ngoài mặt đất. Sau một ngày tự thân thăm dò, Ngưu Tử Du có thể biết được hỏa linh thạch ở hoang mạc này còn nồng đậm hơn số tìm được ở chỗ con gấu trúc. Ngay cả Cửu Vĩ thường ngày chán ghét luyện tập, giờ cũng ngồi thu lưu một góc im lặng hấp thụ hỏa linh thạch nên hắn hài lòng lắm. Tạm thời chuyện dự tính ở hoang mạc này đã xong xuôi theo đúng kế hoạch ban đầu, Ngưu Tử Du nhanh chóng muốn tính chuyện tiếp theo, nhưng ánh mắt lại va phải cái đá màu nào túm tụm lại xem cái điện thoại trên tay anh Chín. Không biết mò kiểu gì ra được sóng điện thoại, cái loa bé tí phát ra tiếng nhạc lúc trước là em muốn chia tay thì chia tay, tình yêu đâu phải như em nghĩ. Tụi nó khen lấy khen để bài hát hay quá, mít chẳng thấy hay chỗ nào mà lời nhạc phát đi phát lại cả tiếng rồi. Không biết xà nữ đã từng nghe thể loại nhạc này chưa mà cô ta hú hét đầy hâm mộ, bảo sao mà bật tai thế. Tử Tiên thấy con nhỏ này hiền như vậy mở hết bài này đến bài kia, chúng nó cười khúc khích cả một góc, làm Ngưu Tử Du phải công nhận Tử Tiên đúng chất người hướng ngoại. Nó giống như nhân viên ngoại giao của công ty vậy, đi đến đâu cũng bùng xóa hết skill giao tiếp xã hội, rất dễ kết bạn bốn phương. Ánh mắt Ngưu Tử Du lại lia qua chỗ cô xà nữ ồn ào kia, đọc thông tin của xà nhân tộc siêu phàm rank 2 của cô ta. Có thiên phú bản mệnh khống chế bão cát với lực cực kỳ đáng sợ, dễ dàng ăn mòn đất đai thành sa mạc. Khả năng đặc biệt gồm có xà hành, lướt đi như một con rắn với tốc độ đáng kể mà Ngưu Tử Du đã được chứng kiến ban nãy. Thêm nhuyễn thể, cho phép cơ thể cô gái duỗi ra tự do nhằm giảm một phần nhỏ thiệt hại về vật lý khi chiến đấu. Tiếp theo là xa độn, có thể dễ dàng hòa nhập với cát vàng, rồi có bích lân xà vĩ sinh ra âm bạo, một chiêu toàn lực có thể đánh đổ cả núi cao. Tiểu thần thông của cô gái này có thạch hóa mà hắn đã tận mắt xem, hóa đá tất cả mọi thứ mà ánh mắt mình quét tới. Tuy đã xem cách thức thi triển nhưng Ngưu Tử Du tưởng đó là một kỹ năng, không ngờ nó lại là tiểu thần thông thật xịn. Con nhỏ này rất có tiềm năng nên hắn gọi lại gần mình nói chuyện với tư cách một người bạn mới, ta có món quà tặng cho ngươi. Xà nữ tính tình đơn thuần, nghe thấy người ta muốn tặng quà liền reo lên thật sao? Chưa cần nghe Ngưu Tử Du muốn tặng quà gì cho mình, cô ta đã reo lên với ánh mắt rực sáng, tay chắp trước mặt cứ như cây liễu là ông thần đèn cho ba điều ước. Xà nữ dõng dạc nói, ta muốn có một cái smartphone. Hắn là yêu thụ ở vùng xa núi non trùng điệp, chứ có phải yêu thụ mọc trước thế giới di động đâu mà đòi hỏi lạ vậy. Ngưu Tử Du lảng qua bảo mình có thư còn hay hơn điện thoại để đưa cho cô nhiều. Tấm lòng tốt bụng của hắn vậy mà bị trời ê chê. Xà nữ trưng bản mặt chán nản ra thầm thì với Tử Tiên mà cố tình cho Ngưu Tử Du nghe thấy, ta chỉ thích có điện thoại mà thôi. Thêm anh Chín báo đời này nữa, nhân tiện thủ thì với cô gái thần thụ đâu có hiểu những thứ này đâu, người ta là đồ nhà quê đó. Được Tử Tiên đía, xà nữ càng bạo gan ngẩng mặt lên nhìn cái bầu lớn bên trên, mở miệng đòi hẳn điện thoại cứ như cây liễu đang nợ nần gì mình. Điện thoại, tôi muốn có điện thoại cơ. Lần trong đó là tiếng của Tử Tiên chế giễu thần thụ quê mùa cần được lên phố giải ngố. Một lát sau đã thấy đầu nó nổi đầy cục u do bị Ngưu Tử Du gõ liên tiếp mấy phát, đành phải ngoan ngoãn đứng từ xa nhìn xà nữ được hắn trong một giọt tinh chất sống. Thèm thuồng mà đành phải chịu trơ mắt nhìn nó phát ra ánh sáng lấp lánh trên bàn tay xà nữ. Hắn giới thiệu đây là tinh chất sống trước ánh mắt bỡ ngỡ của cô ta. Nhìn nó một hồi với vẻ lưỡng lự, xà nữ cho thẳng vào miệng nuốt gực xuống, cả cơ thể toát ra ánh sáng màu xanh lóa mắt. Nhưng cô không biến đổi cơ thể gì cả, trông không khác gì ngoài đôi má hồng rực vẻ phấn khích. Hình như ta mạnh hơn nhiều rồi, ủa không phải hình như, chắc chắn đã mạnh hơn hẳn rồi. Nhìn khuôn mặt xà nữ hớn ha hớn hở gật đầu lia lịa, Ngưu Tử Du cũng phải nhắc thêm từ hôm nay ngươi chính là một phần của chúng ta rồi. Không thể sinh tâm phản đồ được có hiểu không? Thấy vẻ háo hức muốn thử ngay sức mạnh, Ngưu Tử Du bảo Tử Tiên đưa xà nữ đi ra ngoài làm luôn cho nóng. Còn đi đâu thì còn ai ngoài Cửu Vĩ, anh Chín thế mà hô hào đòi đưa cô đi tìm chị cả đánh nhau. Bị hắn quát cho một trận nín họng bớt, đừng có gây chuyện để sếp phải dọn nơi đó. Vẻ bạm trợn của cây liễu dọa xà nữ sợ chết khiếp, anh quát em à, quát to thế á? Em biết ngay mà anh chỉ cho một giọt tinh chất sống lúc đầu. Con nhỏ thế mà khóc hu hu đúng kiểu người có thần kinh yếu đuối. Chợt trên không trung vang lên tiếng vù vù, Ngưu Tử Du bỏ qua hai bạn trẻ mà ngẩng lên xem, phát hiện con chim cắt từ hướng nào đó phóng vèo tới. Toàn thân nó đi với tốc độ bàn thờ nên được bọc trong lớp vàng cản khí, đánh một hình vòng cung đẹp mắt băng qua những dãy nhà đầy hỏa linh thạch để về bên Ngưu Tử Du. Hắn chìa ra một cành cây cho con chim đặt chân đậu lên. Trông Du chuẩn cực kỳ ngầu đét cho đến lúc đứng vững trên cành cây, nó mới thở hổn hà hổn hển trông già nua thấy rõ. Bởi bắn với tốc độ cao hơn bình thường nên cực kỳ mất sức, trông Du chuẩn héo hắt ngắt quãng thở ra mấy chữ, em bay cả ngày lẫn đêm không ăn không uống gì mới đến được tới hoang mạc nơi xếp du lịch. Trông cái kiểu nhợt nhạt của nó kìa, Ngưu Tử Du phải đợi con chim cắt bớt bay màu mới lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiếng thưa thốt của Du chuẩn hòa trong tiếng gió đêm xào xạc, chuyện hôm đó ở Âu Châu được tường thuật danh mạch từng từ khiến Ngưu Tử Du suy ngẫm hồi lâu, còn hỏi lại con chim cắt câu chuyện về trứng của Á Long sao. Chuyện nhân loại tầm ngầm muốn tự mình ấp ra mấy trái trứng rồng siêu phàm rank 3 đối với mê vụ đại sơn chưa bao giờ là chuyện tốt. Hắn biết rồng là loại động vật mạnh nhất ở thế giới này, nếu thế hệ sau của nó về phe nhân loại sẽ trở thành mối uy hiếp cực lớn cho mình. Hiện tại bọn họ chưa dám tiến công đối chọi với yêu thụ là hắn đây, nhưng chẳng có gì đảm bảo các thế hệ sau không thử lại cả. Nhìn qua hai cái đứa trẻ trâu đang nói xấu mình kia, Ngưu Tử Du phải bảo chúng nó đừng chơi bời nữa, có việc cần phải đi về phía Đông Đại Lục.
chúng ta cần phải đi đến nước Anh Hoa để giành lại trứng rồng từ tay các siêu phàm giả nơi đó. Nhìn về Cửu Vĩ đang nằm im lìm trên đống hỏa linh thạch, Ngô Tử Du ngẫm nghĩ bây giờ mới còn đang tu luyện đột phá lên rank 3, không thể ra ngoài đi tìm trứng với hắn. Quay sang nhìn đám báo đời kia, thấy còn Thiểm Quang cũng khá an tâm, ông sếp lớn bảo bọn nhỏ ở đây bảo vệ Cửu Vĩ trong lúc mình đi vắng. Lần này không thể sai đám nhân viên đi giải quyết được nữa, Ngô Tử Du đã quyết định tự mình sẽ gặp mặt liên bang để đàm phán với bọn họ. Ngô Tử Du chỉ nhận được tin tức đại khái những trái trứng rồng được phân phát đi hai hướng đông tây, nhưng thật ra sau trận ở Âu Châu nhân loại đem về tất thảy được 4 trái. Kỵ sĩ đế quốc Nhật Bất Lạc đang giữ một trái, quốc gia mạnh nhất liên bang tự do tìm được một trứng. Nước Anh Hoa tìm được một quả, trái cuối cùng đang nằm trong tay liên bang Hoa Hạ, cũng là trong tay Tiểu Linh đem về. Tóm gọn lại hai hướng đông tây của địa cầu, mỗi hướng đang nắm giữ hai trái trứng của Á Long. Ở Mê Vụ Đại Sơn xa xôi chỉ còn mấy anh lớn trông giữ cũng đã nhanh chóng nhận được tin tức từ Tiểu Linh gửi đến. Bọn chúng không ngờ đã có sinh vật rồng xuất hiện, lại còn đẻ ra 4 trái trứng vanh ba hiện đang nằm trong tay nhân loại. Anh hai Ngư Ma không gặp Ngô Tử Du cũng hiểu được nguy cơ của tin tức này đem lại, chắc chắn đối với Mê Vụ Đại Sơn chỉ có thể là điểm gở. Tổ hợp của nhân loại cùng thực thiết thú đủ khiến công ty đa giống loài đau đầu rồi, nếu sau này có thêm rồng nữa chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến chinh phạt những nơi khác, trong đó có Mê Vụ Đại Sơn. Nó cùng Đế Ngạc nhìn về nơi xa xa, thầm thì trong đêm tối, nhất định không được để liên minh rồng và người được thành lập. Khi Mê Vụ Đại Sơn dục dịch khởi động tìm đến mấy trứng trứng, tổ hợp nhân loại sau khi thoát khỏi màn đánh đấm của Á Long đều đã chạy được ra đến bờ biển chờ tàu đến đón về đất liền. Chẳng mấy chốc chiếc tàu lớn đã sắp cập bến, bên trên chứa đầy hàng hóa là chuyến tàu khiến cả một đội quân siêu phàm giả đứng chờ đón từ lâu. Một người dẫn đầu mang chiếc mặt nạ điềm tĩnh lên tiếng, thật không ngờ chuyến đi giết rồng lại mang về một quả trứng rồng. Lòng ai cũng khấp khởi hy vọng có thể nuôi nó lớn lên thành công, chỉ cần dựa hơi bọn rồng này về sau sẽ không còn lo lắng về sự xuất hiện của cái công ty bí ẩn trong lớp xương dày đặc kia nữa. Đang tràn đầy hy vọng, bỗng có một siêu phàm giả cưỡi trên mình chiếc phản lực lao vụt qua hét toáng lên, báo chỉ huy, có chuyện gì đó không ổn rồi. Trinh sát ở trên không đã lượn nhiều vòng xem xét tình hình, phải báo lại gấp không phát hiện được sự sống hay chuyển động nào trên tàu cả. Nhưng nó vẫn đang tiến về hướng này mà. Tên chỉ huy gầm lên, sao lại không có chuyển động được? Trên boong tàu đột ngột nổ một tiếng oành vang dội, lửa bốc lên cao ngùn ngụt thiêu cháy mỡ hàng chất chồng. Cú nổ với lửa bốc cháy hừng hực dâng cao, chiếu sáng rõ Tiểu Linh vừa nhảy ra khỏi tầm đớp của một con dị thú lông trắng xóa có vẻ như sói hoang. Chồng cô có vẻ vất vả mới chống cự được nó, hình như bị dồn vào đường khó mới phải sử dụng đến hỏa điệp ngay trên tàu. Siết chặt răng cố chống chọi chưa được mấy giây, mặt biển hai bên chiếc tàu xấu số đột nhiên ào lên hai thứ gì to lớn. Nhô ra khỏi đó là một đàn thủy quái kích thước khổng lồ nhìn chăm chăm vào chiếc tàu bằng ánh mắt canh chừng. Một con đỏ thẫm như tôm luộc quá lửa, con còn lại hình dạng giống rùa với cái mai lởm chởm toàn đá nhọn như thời tiền sử. Nhìn sơ qua cùng với luồng linh lực tỏa ngùn ngụt ra từ chúng nó, đội siêu phàm giả kia liền phát hiện chúng là dị thú vanh hai. Thế mà chúng không tấn công chiếc tàu kia, lại áp sát nó cùng tiến về đất liền. Đội siêu phàm giả kia chẳng biết làm sao, cứ đứng được ra đó. Thiết kỵ sĩ tay ôm quả trứng rồng cay cú không chịu được, bọn chúng nó không giành giật khi mới rời khỏi Âu Châu mà rình mò đến tận nơi này thật kỳ lạ. Nhất định bọn chúng đã nhắm đến những kẻ mang quả trứng này để tấn công. Nhìn đám dị thú lô nhố được con chuột túi kia dẫn đầu, siêu phàm giả đã đoán chắc sẽ diễn ra một cuộc chiến nảy lửa giữa phe nhân loại và đám thú châu Âu,